Vâng, Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Thì hiện tại Duy Minh đang đứng gần mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị ơi. Duy Minh có thấy hai người cô đầu xe ngoài kia và đi vào đây để là viếng mộ chú Vũ Linh nè. Đó. Ờ, anh nào ở đó hả? Núp lùm hả? Anh Phong ha. Anh Phong. Hồi sớm có một người cô mình đang gọi điện thoại góp ý cho Duy Minh rồi đó. Thì Duy Minh cũng xíu cũng xin nói luôn video luôn. Có người cô thì nói đây hồi Duy Minh cho bà con nghe rồi mình tiếp thu ý kiến của bà con ha. Về vấn đề mà khi có nhiều anh em đi đến đây á, quay hoài á, nhưng mà ít có phụ, không có phụ á, cho nên mấy cô xem được mấy cô điện thoại cho mình và góp ý, mai mốt mà có ai mà gửi quà tặng á là sẽ không có đề xuất cho những người đó. Thì Duy Minh có nghe để có một đoạn cũng quay lại cho bà con cô bác xem. Duy Minh thì không biết tại vì buổi sáng Duy Minh vô chải quý anh chị. Buổi sáng thì vừa vô thì anh Niu đã quay rồi, anh Niu cũng có nói mà khán giả điện cho mình hỏi nói mình để mình cho bà con ha. Hôm nay là Duy Minh cũng cúng một cái mâm cơm của một người cô giấu tên nickname Zalo của con cô là Ivy. Quý cô chú anh chị vợ cho Duy Minh cúng ha. Mâm cơm Duy Minh đặt 500.000 thì đang chuẩn bị vào để quý cô chú anh chị. Cô đang chuẩn bị vô. Nó vàng bóp càng tinh tinh nhiều ngoài kia kìa. Mấy chị cũng mới đó. Cô em cơm tới đó nhanh hả? Mới vừa điện tới đó nhanh hả? Đó, mới vừa nói cái gì có ha. Mới vừa quay luôn đó. Cảm ơn cô nha. Năm mới chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi. Làm ăn phát tài nha cô. Bữa nay dậy sớm con chạy theo được chơi. Dạ, thì chờ ha. Cầm cầm vô giùm. Để đâu con? Chút. Tiểu. Tiểu cầm vô anh. Tiểu cầm giùm anh luôn chú Tiểu. Lấy cục bóp ra quay hả? Xe. Cầm vô. Bữa hải nay xích cơm luôn hả? Quay ngang cổ rồi đừng quay tới mặt. Cơm. Cái gì hả? Dạ. Nói gì cũng thề lúc cũng ban nữa. Dư là lúc cũng ban. Bữa nay có hoa này cô, cái bữa hộp con chặn cô không có. Đâu có, không 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 hả? Cái hoa này nó đẹp, nó tươi nè cô. Nó đẹp, nó tươi. Na sao hết ra tiếng rồi. Có bò kho nữa hả? Bò kho nữa ha. Mâm cơm này của một người cô. Hãy nắm cho đúng tên. Này có cái nít nè. Cái tay mà quơ xuống là ngay cầm bên đó đó. Nắm lại không? Hãy nắm ra. Hai tay hai súng rồi hả? Hai tay hai súng rồi. Dạ. Ủa, tên giả tên có nickname Zalo Ivy. Chứ là con của cô quá. Không, Ivy hả? Ivy, con của cô nha. Con của nào? Cái cô kia thì giấu tên. Nào có cái nickname của con cô thì Ivy. Mình dễ thương không? Hả? Mình dễ thương không? Không, con cô em không biết. Nhưng mà cô thì em có... Anh hỏi tên hình Zalo em thấy cô bán nước. Cà phê.
nói đây là có ý gì? Nói vậy thôi, mình thấy gái mình phải vậy chứ. Lớn tuổi hay nhỏ tuổi nữa chứ. Chúng mình thấy gái mình không ấy, nó tiêu mình PD nữa. Đây, em thấy. Ai mà thấy gái mà không thấy đẹp mà không mê là PD đó. Nghe chú, gặp nha, chú nhớ ba, con nhớ ba đừng dung nhà nuôi tại xã hội đó. Mình thấy gái là mình tốt vậy đó. Không vậy, tương tức mà không được gì hả? Nên nó nói vậy, con má nó bê đê nữa. Chị má thằng nó tới gái nó né. Em nghe chị hai nói chuyện gà, em nghe chị hai nói kìa. Chị hai khang tiếng hả? Chị hai khang tiếng. Chị hai không lên tiếng được luôn rồi. Thôi để chị hai nói đi, chị hai tiếng. Để chị hai nói đi, đừng ai nói, đừng ai dành cho chị hai coi. Chị hai dành hết. Đừng ai dành chị hai coi. Đây là món chay nha cô chú chị. Ủa cô làm cái món này món curry hả? Mà món ấy cô. Curry. Dì hai nói gì? Dì hai nói gì? Dì hai nói đi dì hai. Để mình dì hai nói mà đừng ai nói hết trơn. Chú rồi là bỏ lại. Thôi ok bây giờ mình tưới nước. Nước rồi bưng lên. Để cho dì hai nói anh em. Để cái tô cà ri xích qua bên đây nè. Bữa nay cô dặn cô thấy không? Cô mà làm xong cô điện con liền. Đó, làm sớm. Mốt là cô làm xong là cô điện cho anh Minh liền anh mà cô. Bên đây ly nữa nè, nè bên đây nè. Nước đây sao thì bưng đây đi. Đây bên chị hai kìa Minh. Rồi thôi đi lên nè. Cậu dùng cơm chưa? Cũng vậy sao không thấy anh Ngọc đâu chân ta? Thầy dám nói đi chứ tao không dám. Sợ. Gì tấm nước vàng ngọt đẹp quá ha. Thịt này thì cũng như thằng fan mình đi sát luôn anh. Mấy em phụ thủy đều sát cho nuôi vậy. Chị chu đáo nên cặp thì xúc ra. Nấu cà ri. Quá kim luôn đó. Quá trời. Mấy bạn bên nghiêng đó nha. Cái số của nhà cháu luôn nhỏ. Nghe cái mùi cà ri thơm quá hả? Chắc có cúc gì nữa nè. Anh nấu canh mua được vô bịch nha. Nấu canh ăn đi cô. Không làm sao đâu. Vậy á. Anh làm này em kiếm cái giấy em chìm đó. Câu cô. Này Minh điện là nghe liền. Nghe liền luôn ha, tụi nó nghe liền. Năm mới mà phải nhanh vậy ha. Năm mới biết vậy cô còn hoài thôi, cô bắt mấy. Chúc lấy số. Mình coi nè. Cháu cô luôn. Cái đó cô tốt, cái đó lớn. Mỗi lần dậu thì phải đeo lớn rồi. Cô chỉnh cái lo lớn. Cô chia sẻ cho anh Niu nha. Cháu cô trời mấy anh YouTube dạ. Dạ. Cô chia sẻ hết. Bây giờ mình đem cái đèn lên ha. Cái tính chai nước ngọt à. Thiếu một chai rồi. Thiếu một chai nước ngọt rồi. Quên cho coi bánh nó nhảy số không vậy? Có tí. Nhảy số rồi. Thôi giờ chị ra đi đi chừng nó nha. Chị ra đi đi. Nếu cứ dành nói với chị hai chị để chị hai chị nói. Nói tiền nãy giờ quên. Có bớt được đồng nào không cô? Như con bớt được đồng nào không? Con có thêm con nè. Thấy cháu cô lịch sự không? Đi chấm mà dẫn chập cô á. Không có canh dẫn như cơm cúng. Dạ cảm ơn cô nhiều nha. Cháu cô đó bữa dắt Minh lên nhà nó chơi. Dạ. cho Minh thấy nè. Dạ. Anh em đừng nói dành nói gì ha. Chúc hôm nay cho mình cúng thì em đem cúng nhà mai cúng nha, mai cúng cho Minh. Chia ra mai em cúng. Đó. Cúng nhiều quá. Trong đấy cúng xong lát tí xài về cúng nữa thì nó nhiều quá cô chú. Rồi. Thôi đem giá đèn cái đi cô. Coi con có đó. Lúc nào cũng có cho mình đem. Không sao con lấy cái số điện thoại gì đó. Nó cái thứ hai một năm. Bây giờ mình đi một vòng 110. Dạ hai đại lắm cái đi lòi cho số tao cũng được. Nam mô A Di Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2023. Con tên 36 tuổi, có kênh YouTube Duy Minh Vlog. Pháp Thánh Hương trình diệu các vị các ngài thổ thần, thổ mộ, thổ địa, đất đai, dân trạch, thần hoàng, mộng cảnh, giống thần hộ pháp và nghệ trang qua viên Bình Dương. Cũng như chúc mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông thánh đặc giỏi văn ngoan, có pháp danh Tâm Giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch.
nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão, Hội Thọ 66 tuổi. Hôm nay được sự đại diện của một người con của thân, có cái nickname của người con Zalo là IV, cũng gửi cho Duy Minh cúng một mâm cơm chay 500k. Trước là mời chú Vũ Linh về thọ thật, sau là cầu nguyện cho ông được giải sanh về miền cực lạc. Duy Minh cũng không quên hồi hướng công đức cho gia đạo gia đình cô, được nhiều sức khỏe, con cháu của cô được mạnh dội khỏe khoắn, làm ăn năm mới làm ăn phát tài phát lộc. Minh cũng nguyện giấy với mẹ Quan Âm nhân biến của thực cho tất cả các hương linh ở trong miền trang qua Duyên Bình Dương này về đây tại ngôi mộ của nghệ sĩ ưu tú Chú Linh thọ thực và được hưởng hương khói tại nơi đây. Đáp xin các vị các ngài thổ thần thổ mộ thổ địa đất đai dương chặt thần quảng bộ cảnh long thần hộ pháp nghệ trang qua Duyên Bình Dương, chứng ngày dùng tấm lòng của Minh cũng như của cô. Nam mô Di Phật. Em nuôi ai? Em nuôi mẹ. Sao em không có vợ tính đôi chứ hình như mà. Em đâu có vợ đâu mà nuôi vợ, em nuôi mẹ. Thì em tính đôi chứ hình như cái gì? Tao mua ai còn nợ đây đây. Thì không có muốn nghĩ hôm nay nữa là sẽ sao hả? Anh Minh có giấy 2024 không vậy? Có, năm anh giấy năm mới. 2004 mới đúng nha chứ 2003 là không phải rồi. Rồi cảm ơn chú Tiểu nha. Chú Tiểu không có quay, chú Tiểu quay giùm Duy Minh. À, một lần nữa Duy Minh cũng cảm ơn người cô và cái em Ivy hỗ trợ cho là Duy Minh cũng cái mâm cơm chay cho chú buổi sáng trong cái ngày thứ hai, ngày hai tây là cũng năm mới 2024 luôn quý cô chú anh chị. Hôm nay cũng là ngày 20 ngày 21 tháng 11 ngày dưới mình, ngày âm mình. Đó cũng cầu nguyện thì trước thì mình cũng gian giái mời chú về đây thọ thực, sau mình cũng cầu nguyện cho chú được giảng sanh về miền cực lạc, và mình cũng nguyện giái nguyện công đức của là hồi hướng công đức của cô cũng như là em Ivy, gia đạo gia đình của em cũng như là đời của cô được làm mạnh dội khỏe khoắn nè. Năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc. Cô cũng cảm ơn cô nha. Thôi em xin phép dừng nha cô chú. Cảm ơn. Thì gặp cho cô chú luôn hả? Rồi. Cô cũng vô cô gái luôn hai cái cô này là bên cơm bên nhãn quý cô chú anh chị. Xin phép dừng clip em nha cô chú chị ơi. À, quý cô chú anh chị. Thì Duy Minh chia sẻ tí xíu ha. Hôm nay là cô làm cái món này là món canh gì cô? Canh súp con. Súp. Canh súp đúng không? Súp chay. Súp chay rồi cà ri hả con? Cà ri, bánh mì. Đậu mì và bánh mì. Với là cái canh cái món canh kia là món canh gì cô? Có bắp nè. Canh ấy con súp. Con súp nữa hả? Súp chay. Thì chung với cái món ở ngoài hả? Rồi. Cái món ngoài này là món khác mà cô? Ừ, cái này là canh đâu hình như cái đó luôn á con. Được rồi cô, đừng chỉ cho con. À. Chung luôn ha. Và à, cà ri với thịt lát quý anh chị và trái cây ha. Và đặc biệt là cái món hoa trên đây rất là đẹp ha. Nước thì xì tin. Mô hạt. Trái cây nè. Cảm ơn em trai luôn nha. Đọc 0092 1515 0092 1515 rồi chưa 110 cái gì gọi cà ghi ha quý anh chị, bên đây là cà ghi ha. Vì mình con gái và hồi hướng công đức cho cô gia đạo gia đình cô với là em Ivy được làm mạnh giỏi ha con cháu mình. Dạ của gì đi cô đó. Thì buổi trưa này rất là ấm cúng quý cô chú anh chị. Thì một lần nữa Duy Minh cũng xin cảm ơn bà con cô bác trong và ngoài nước đã luôn luôn lúc nào cũng theo dõi video của Duy Minh và ủng hộ kênh Duy Minh. Bà con cũng đừng có quên nhấn like và chia sẻ video cho nó có cái tương tác lên để bà con cô bác ở phương xa không có đến đây được thì có thể là xem qua màn hình nhỏ của Duy Minh ha. Một lần nữa xin cảm ơn bà con nhiều lắm. Bây giờ thì Duy Minh cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn bà con là một cái video tiếp theo ha.